Tại mặt trận miền đông Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đã tiếp cận một trong số những cứ điểm quan trọng của quân đội Ukraine ở gần Pokrovsk, thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Hãng tin TASS dẫn thông tin từ nguồn tin giấu tên tiết lộ Chúng tôi đã tiếp cận thị trấn Selidovo, cách Pokrovsk khoảng 20 km từ phía đông bắc. Đây là một trong những địa điểm quan trọng nơi lực lượng Ukraine được triển khai từ năm 2014. Từ năm 2022, tầm quan trọng của thị trấn đối với quân đội Ukraine đã tăng lên. Một số nhóm quân ở khu vực Nam Donetsk và Zaporizhia đã được tiếp tế thông qua thị trấn này. Nguồn tin cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đang cố gắng điều lực lượng dự bị đến khu vực này. Họ đến theo từng nhóm nhỏ, nhưng quân số của họ đang nhanh chóng cạn kiệt. Pokrovsk nằm ở giữa giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông. Cập nhật diễn biến nóng ở tỉnh Kursk khi các quan chức Mỹ cho biết quân đội Ukraine có 3 mục tiêu khi tấn công vào tỉnh Kursk của Nga và các mục tiêu đã đạt được dù hạn chế. Tờ Wall Street Journal ngày 26 tháng 8 cho rằng 3 mục tiêu của Ukraine khi tấn công ở Kursk bao gồm buộc Nga phải rút lui khỏi phía đông Ukraine, đánh tan câu chuyện về thất bại trên chiến trường và cải thiện vị thế của Ukraine trước các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng. Tính đến nay, tất cả 3 mục tiêu đã đạt được mặc dù ở mức độ hạn chế bài báo chỉ ra rằng mỹ ban đầu đã bối rối về lý do tại sao ukraine lại thực hiện bước đi quyết liệt như vậy và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hiện tại chính quyền đang cẩn thận chờ xem liệu canh bạc của tổng thống ukraine volodymyr zelensky có thành công không wall street journal lưu ý rằng mỹ đang tạo điều kiện cho ukraine thực hiện chiến dịch quốc cơ nhưng cố gắng tránh sự tham gia công khai vào vấn đề này từ nhà trắng và lầu năm góc đến các trụ sở của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ tại Đức, các quan chức đang theo dõi những gì xảy ra ở Kursk với sự lạc quan thận trọng. Chris Meyer, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc về các hoạt động đặc biệt nhận định, tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó, điều này lại cho thấy sự dễ bị tổn thương của quân đội Nga mà họ dường như không chuẩn bị cho sự kiện này. Tờ Washington Post của Mỹ cho rằng, cuộc tấn công Kursk cho thấy một lần nữa, Ukraine đã vượt qua những ranh giới đỏ mà Nga từng nhiều lần đe dọa. Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày 26 tháng 8, Nga đã phóng hơn 100 tên lửa và khoảng 100 máy bay không người lái, đồng thời vào Ukraine trong cuộc tấn công gây tàn phá nhiều nhất từ trước đến nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin, đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất, hơn 100 tên lửa đủ loại và khoảng 100 máy bay không người lái xa hết. Ông cũng cáo buộc Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Sau nguồn tin của Nga nói rằng, họ tấn công các khu vực năng lượng, phục vụ quân sự, nhiều khu vực bị cắt điện và mất nước, bao gồm cả một số khu vực của thủ đô Kiev. Các quan chức cho biết cuộc tấn công này nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc các cơ sở quan trọng khác ở ít nhất 10 khu vực. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, sáng 26 tháng 8, lực lượng của họ đã sử dụng vũ khí chính xác cao để tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine mà họ cho rằng hỗ trợ cho tổ hợp quân sự công nghiệp. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Mihan, 15 khu vực đã bị thiệt hại trong khi ông Zelensky cho biết, ngành năng lượng đã chịu rất nhiều thiệt hại. Các khu vực đã bị nhắm vào hoặc có cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm Rivne và Volin ở phía tây bắc, Khmelnytsky ở phía tây nam, Zhytomyr ở phía bắc, Lvov ở phía tây, Dnepropetrovsk, Kirovorod và Vinnytsia ở trung Ukraine, Zaporizhia ở phía đông nam và Odessa ở phía nam. Ít nhất 7 trong số các khu vực này đã có cơ sở bị tấn công hoặc hư hại. Các nguồn tin kháng chiến cũng cho biết các bồn chứa nhiên liệu và chất bồi trơn đã bị trúng đạn và có thể nhìn thấy khói đen đặc bốc lên. Lực lượng không quân Ukraine báo cáo Nga đã sử dụng 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 trong cuộc tấn công sáng 26 tháng 8, cùng với các loại vũ khí khác. Ukraine đã dự đoán một cuộc tấn công bằng tên lửa lớn của Nga từ một thời gian trước. Đại sứ quán Mỹ đã phát đi cảnh báo tuần trước về nguy cơ tấn công gia tăng xung quanh ngày độc lập Ukraine 24 tháng 8. Trong diễn biến liên quan, thời điểm Nga thực hiện cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn trên vào Ukraine, Ba Lan và các đồng minh của nước này đã ra lệnh cho một số máy bay quân sự cất cánh. Thông báo của Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan nêu rõ, sáng sớm 26 tháng 8, các hoạt động hàng không tầm xa chiến lược của Liên bang Nga đã được cảnh báo liên quan đến việc thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt ở khu vực phía Tây. Tất cả quy định cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan đã được triển khai. Theo bộ này, lần gần nhất Ba Lan ghi nhận hoạt động tấn công tên lửa của Nga vào Ukraine là ngày 8 tháng 7. Thời điểm đó, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev. Cũng trong cuộc tấn công của các lực lượng Nga vào sáng 26 tháng 8, ông Sergei Lebedev thuộc lực lượng ngầm ủng hộ Nga cho biết máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây viện trợ cho Kiev có thể đã bị tấn công. Ông Lebedev cho biết trong một tuyên bố, không chỉ có các cơ sở năng lượng bị tấn công, mà các thùng nhiên liệu và một nhà chứa máy bay ở thành phố ivano frankivsk phía tây Ukraine cũng đã bị nhắm trúng. Theo lực lượng ngầm ủng hộ Nga, hai chiếc máy bay F-16 được cất giữ ở đó. Ukraine đã nhận 10 máy bay chiến đấu F-16 trong tổng số 79 chiếc mà phương Tây cam kết ủng hộ cho Kiev. Dự kiến vào cuối năm nay, Ukraine sẽ nhận thêm 10 chiếc nữa, nâng tổng số máy bay F-16 mà nước này sở hữu lên đến 20 chiếc. Tại mặt trận miền đông Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đã tiếp cận một trong số những cứ điểm quan trọng của quân đội Ukraine ở gần Pokrovsk, thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Hãng tin TASS dẫn thông tin từ nguồn tin giấu tên tiết lộ Chúng tôi đã tiếp cận thị trấn Selidovo, cách Pokrovsk khoảng 20 km từ phía đông bắc. Đây là một trong những địa điểm quan trọng nơi lực lượng Ukraine được triển khai từ năm 2014. Từ năm 2022, tầm quan trọng của thị trấn đối với quân đội Ukraine đã tăng lên. Một số nhóm quân ở khu vực Nam Donetsk và Zaporizhia đã được tiếp tế thông qua thị trấn này. Nguồn tin cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đang cố gắng điều lực lượng dự bị đến khu vực này. Họ đến theo từng nhóm nhỏ, nhưng quân số của họ đang nhanh chóng cạn kiệt. Pokrovsk nằm ở giữa giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường Ukraine ở phía đông cập nhật diễn biến nóng ở tỉnh Kursk khi các quan chức Mỹ cho biết quân đội Ukraine có 3 mục tiêu khi tấn công vào tỉnh Kursk của Nga và các mục tiêu đã đạt được dù hạn chế. Tờ Wall Street Journal ngày 26 tháng 8 cho rằng 3 mục tiêu của Ukraine khi tấn công ở Kursk bao gồm buộc Nga phải rút lui khỏi phía đông Ukraine, đánh tan câu chuyện về thất bại trên chiến trường và cải thiện vị thế của Ukraine trước các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng. Tính đến nay, tất cả 3 mục tiêu đã đạt được mặc dù ở mức độ hạn chế bài báo chỉ ra rằng mỹ ban đầu đã bối rối về lý do tại sao ukraine lại thực hiện bước đi quyết liệt như vậy và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hiện tại chính quyền đang cẩn thận chờ xem liệu canh bạc của tổng thống ukraine volodymyr zelensky có thành công không wall street journal lưu ý rằng mỹ đang tạo điều kiện cho ukraine thực hiện chiến dịch quốc cơ nhưng cố gắng tránh sự tham gia công khai vào vấn đề này từ nhà trắng và lầu năm góc đến các trụ sở của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ tại Đức, các quan chức đang theo dõi những gì xảy ra ở Kursk với sự lạc quan thận trọng. Chris Meyer, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc về các hoạt động đặc biệt nhận định, tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó, điều này lại cho thấy sự dễ bị tổn thương của quân đội Nga mà họ dường như không chuẩn bị cho sự kiện này. Tờ Washington Post của Mỹ cho rằng cuộc tấn công Kursk cho thấy một lần nữa Ukraine đã vượt qua những ranh giới đỏ mà Nga từng nhiều lần đe dọa.